Hello, xin chào anh chị và các bạn. Thưa anh chị và các bạn, là như vậy là Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã được Chính phủ Việt Nam điều động công tác về giữ cái vị trí Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Thì đây là một trong những cái vấn đề nó thực sự là khá là thú vị, và rất có thể thì trong thời gian tới thì cái câu chuyện này nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều tới cái cơ cấu tổ chức của chính phủ trong cái giai đoạn năm cuối cùng của nhiệm kỳ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Và theo một số các cái dự báo của các chuyên gia thì rất có thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay quyền, tức là gọi là giữ luôn cái vai trò là điều hành ngân hàng nhà nước, thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán. Bởi vì khi mà khuyết thiếu đi Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ phải đóng một trong những cái vai trò quan trọng, đó là điều hành chính sách tiền tệ. Và cái việc mà Thủ tướng sẽ nắm giữ cái vị trí này thì có thể là cái cách thức, cái phương pháp điều hành nó sẽ có phần hơi khác so với giai đoạn 3 năm gần đây, 2017, 2018, 2019. Lý do tại sao chúng tôi lại đưa ra cái nhận định như vậy? Chúng tôi cũng đã suy nghĩ rất là nhiều về cái câu chuyện là liệu thì cái chính sách tiền tệ cũng như là các cái chính sách hiện nay của ngân hàng nhà nước thì có giữ ổn định như trước đây hay không, hay là sẽ có những cái thay đổi về mặt cung tiền cũng như là những cái thay đổi về cách thức vận hành. Thì cũng rất nhiều những cái thông tin, những cái nguồn cập nhật tài liệu, chúng tôi thấy được một điều khá là thú vị, đó chính là 2020 là một trong những cái năm cuối cùng của nhiệm kỳ Thủ tướng Chính phủ. Thứ hai nữa là trong giai đoạn hiện nay, thì cái đại dịch Corona phần nào đó đang tác động rất là mạnh lên nền kinh tế Trung Quốc nói riêng và chuỗi cung ứng toàn cầu nói chung. Nhiều anh chị và các bạn tham gia cái lĩnh vực đầu tư tài chính thì cho rằng là đỉnh dịch của Corona thì sẽ là đáy của thị trường tài chính. Điều này thì cũng không có gì là quá bất ngờ. Lý do là bởi vì thị trường tài chính ấy, thì nó là kỳ vọng về nền kinh tế. Nên cái khi mà cái nỗi lo lên tới cực đỉnh thì cũng đồng nghĩa với câu chuyện là hết cái để lo, và bắt đầu chúng ta sẽ có nhiều cái sự kỳ vọng. Nhưng mà với việc điều hành kinh tế thì nó không thể dự báo như vậy. Nó cũng không nên được dự báo như vậy. Cái nguyên nhân chủ chốt là bởi vì rất có thể thì cái sự tác động của dịch bệnh Corona sẽ kéo dài hơn những gì mà các chuyên gia kinh tế dự báo. Đặc biệt là cái tác động rất là mạnh của cái chuỗi cung ứng. Người Trung Quốc hiện nay đóng vai trò rất là quan trọng trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì dịch bệnh nên là họ có thể sẽ đóng cửa lâu hơn các nhà máy, sản xuất ít hơn để cung cấp hàng hóa cho thế giới. Và cũng vì thế mà chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ thay đổi rất là nhiều. Bên cạnh đó thì một quốc gia như Việt Nam nằm ngay kề sát với Trung Quốc. Cái sức tàn phá của nền kinh tế của nước láng giềng sẽ lây lan sang Việt Nam là điều không thể tránh khỏi. Những thứ chúng ta dễ nhìn thấy thì ai cũng biết. Du lịch, dịch vụ, nguyên vật liệu cho những cái sản phẩm phụ trợ. Rồi ngay cả cái câu chuyện đó là cái
cái thị trường tiêu thụ lớn hàng đầu của Việt Nam sẽ bị bẻ gãy. Nông sản của Việt Nam, các hàng hóa nông nghiệp của Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới. Tác động này là tác động lâu dài, mà vì là chính sách tác động lâu dài nên chúng ta không thể làm theo cái cách, rất khó để có thể làm theo một cái cách tức là chộp giật, nhanh vội hoặc là gấp gáp. Tuy vậy thì suy tính theo một cái cách khác thì rất có thể cũng vì lý do đó mà chính phủ sẽ có hơn nhiều cái động lực hơn trong cái câu chuyện quyết liệt hỗ trợ các cái gói hỗ trợ lãi suất, cắt giảm lãi suất cũng như là hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho các ngân hàng để các ngân hàng có nhiều nguồn lực hơn trong cái câu chuyện là hỗ trợ các doanh nghiệp. Tất cả những điều đó nó sẽ diễn ra sớm thôi, trong vài tháng tới. Và nếu như dự báo của chúng tôi không nhầm thì với việc là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nắm giữ cái vị trí điều hành các cái vị trí quan trọng liên quan đến ngân hàng nhà nước, chính sách tiền tệ cũng như thị trường chứng khoán thì sẽ sớm, với cái cách làm của Thủ tướng thì tôi nghĩ rằng là sẽ sớm có những cái tác động mạnh hơn và tương tác ngay trực tiếp lên cái thị trường tiền tệ. Nhiều người sẽ không hiểu tại sao thì Thắng lại cho rằng là năm 2020 là một trong những cái năm mà rất có thể sẽ là cơ hội rất lớn cho các cái nhà đầu tư gọi là đầu cơ trên thị trường tài chính. Có một vài cái đăng tải trên kênh Thắng ơi TV trên Facebook, một cái nhóm của Thắng, nói rằng là năm 2020 là cái năm gọi là nhắm mắt mua cổ phiếu cũng có thể sẽ thành công. Thực ra thì nó còn nhiều vấn đề cần phải được giải đáp trong cái ý đưa ra như vậy. Tuy vậy thì một cái năm mà nó có khá nhiều những cái khó khăn ngay từ đầu năm đã xuất hiện, thì sẽ có nhiều những thứ mà chúng ta sẽ nhìn thấy trên thị trường tài chính nói riêng và các kênh đầu tư nói chung, nó sẽ theo cái khuynh hướng đó, chính là tính đầu cơ sẽ trỗi dậy, tính chộp giật sẽ gia tăng, các cái thương vụ tát nước theo mưa sẽ nhiều hơn. Cộng với vào đó là những cái chính sách điều hành cũng sẽ rất là nhiệm màu, hay không muốn nói là chộp giật. Có thể một số chính sách điều hành sẽ theo cái phương hướng tức là chữa trị bệnh và đưa ra những cái giải pháp để hỗ trợ thay đổi cái tình thế hiện tại, hơn là việc đưa ra cái chiến lược dài hạn. Với những người am tường về chính trị, giai đoạn nhiệm kỳ 5 năm của chính phủ thì không khó để có thể nhận ra được rằng những năm cuối cùng của nhiệm kỳ sẽ có nhiều những cái chính sách khá là thú vị. Và suy nghĩ sâu hơn, nhiều hơn về những cái được mất trong cái dòng tiền thị trường tài chính, cũng như là các cái nguồn vốn dịch chuyển trong các cái kênh đầu tư, thì chúng tôi nhận thấy được rằng là hiện nay dòng tiền khó có thể đi vào thị trường bất động sản. Lý do là bởi vì như dự báo trước đó thì ngoại trừ một số cái phân khúc đặc biệt có cái nhu cầu ở thực và cái nhu cầu mà gọi là an cư, ngoài ra thì bất động sản sẽ đi vào cái trạng thái gọi là ít dịch chuyển hoặc là kém dịch chuyển. Vàng có thể sẽ tiếp tục tăng giá, nhưng tốc độ tăng hiện nay thì không mạnh. Và với cái phương pháp quản lý chính sách về ngoại hối và vàng thì nó sẽ không mấy hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nếu trực tiếp đầu tư vào thị trường vàng miếng.
các kênh đầu tư quốc tế, ví dụ như là tham gia một số các cái lĩnh vực như tiền số hay là đầu tư vào sản xuất thực tế, thì sẽ không mấy được chú trọng. Các cái chính sách hỗ trợ của ngân hàng nhà nước thì sẽ hỗ trợ cho một số doanh nghiệp hiện đang gặp khó khăn hoặc đang trong quá trình sản xuất, nhiều hơn là trong cái câu chuyện là hỗ trợ cho cái câu chuyện là làm mới. Bởi vì trong cái tình hình hiện tại thì câu chuyện làm mới sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Khởi nghiệp trong giai đoạn này thì vô cùng khó khăn. Do đó thì các chính sách sẽ hướng về cái cách thức đó là vận hành làm sao để giữ vững được những cái kết quả hiện có, và những dòng tiền ngắn hạn chắc có thể sẽ tập trung vào một số kênh đầu cơ. Gần đây thì có cái câu chuyện là Vincom đưa ra cái gọi là cái đề xuất xin được phê duyệt quy hoạch ở một cái huyện của Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu. Thì giá đất cục bộ tại khu vực xung quanh thì đang được các nhà đầu tư săn đón. Đó cũng có thể coi là một trong những cái thương vụ tát nước theo mưa. Chứ còn nếu về mặt bản chất thì nó cũng thực sự là không phải là vấn đề đầu tư. Hay các cái câu chuyện ví dụ như là đầu năm chúng ta thấy là các cổ phiếu ngành ngân hàng tăng đột biến. Chắc có thể cũng đang đón nhận những cái thông tin, những cái dự báo về chính sách mà chính phủ có thể sẽ đưa ra trong thời gian tới. Bên cạnh đó thì các cái cổ phiếu, các cái doanh nghiệp có tính đầu cơ cao, ví dụ như cổ phiếu của một số các cái đại gia bất động sản về dịch vụ du lịch, trong những năm vừa qua thì giảm sâu, nhưng trong ít ngày gần đây thì tăng mạnh. Và sẽ khá nhiều những thương vụ tương tự như thế để diễn ra trên thị trường tài chính. Hôm nay thì đang rảnh, chúng tôi ngồi trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn một vài vấn đề như vậy. Hy vọng là nó đem lại những cái góc nhìn gọi là đa chiều và thú vị cho anh chị và các bạn. Cũng mong là những chia sẻ của chúng tôi thì sẽ góp phần nào đó giải quyết một vài cái băn khoăn của quý anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong một cái chia sẻ tiếp theo trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại.